túc. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chanit dukha phaya patta chanit phaya soka patta chanit soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Buddhaya, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam. Còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính chào cô Hồng Mai, kính chào cô Tôn Nữ Như Pháp, kính chào cô Kim, kính chào đạo hữu Quang Thanh, chào đạo hữu Giang Nhật Hà, chào cô Hữu Mộng, con kính lễ sư Pháp Trang, kính chào cô Nguyễn Ta, kính chào đạo hữu Karuna, con kính lễ sư Trí Đức, kính chào Sít Hạnh Kiểm, Sít Đà Men và Sít Thi An Lạc. Không biết sư đã có mặt rảnh tay trước máy hay chưa, nếu có cho con bàn tay tín hiệu. Con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học sáng nay. Dạ sơ thú, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú Huỳnh Trinh Ngộ. Một tuần Huỳnh Trinh Ngộ đến với đại thành chúng ta một ngày, làm xong 4 phần của mình, lễ bái tam bảo, tọa trì quy giới rất là nghiêm túc, rõ ràng. Sa thú rất là hoan hỷ Huỳnh Danh Ngộ ha. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang, kính chào cô Tôn Nữ Như Pháp, kính chào Sĩ Quyên Mộng, Sĩ Mít Ta, Sĩ Cảnh Kiểm, Sĩ Thi An Lạc, Đạo Hữu Karuna, Sĩ Hồng Mai, Sĩ Quang Thanh, Sĩ Tầm An, Sĩ Kim và Huynh Giang Nhật Hà. Này quý vị an vui không ạ? Chúng ta sẽ sinh hoạt trong câu ngôn 135. Cái câu Phật ngôn này thì Chư Tăng cũng hay sử dụng để trong những cái dịp lễ cầu siêu á, để nhắc nhở cái sự chết nó đến với chúng ta cũng giống như người lùa bò
Người chăn bò thì lùa con bò về với đồng cỏ, còn tử thần thì lùa chúng ta từ thứ sự sanh đến sự già, đến sự đau bệnh rồi tới sự chết. Đây là một cái tiến trình mà chúng ta cũng phải suy nghĩ trước khi đi vào bài học này. Xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si gà răng tất tha gà tù lô phú tâm mô sắp bá gà rù quý chệt thác phù lô cá sá sá thà chá ná đầm mất phù quý đồ hoành đà mất hành tầng ngá rắp phù chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, đối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế ngài tinh tường thông minh bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đảnh cho thiên chúng dân cúng dường. Nam mô Bát Đi Bồ Tát Ta Sa Sát Tu Nô Lô Ca Nam Mạnh Thả Sa Quy Na Ca Rô Cô Sắp Bà Nhu Bút Thấp Bát Ti Phù Ti Sinh Nhá Tù Hoành Đà Má Hình Tầng Nhá Rắp Phù. Trên này giá cần pháp bảo quý như ánh vàng, như là soi sáng vạt mạng phù minh phá tan làm đặc chúng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá xa xa quốc cô sách thà chú cà mô quốc đất thầm mất sách thật cô nền đà bất sân xà đi anh à đa rô quá rô hoành đà má hành tầng na ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thiên môn bậc đà tâm học ngôn rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ gì cũng dường. Ra tận át tây giá tề chê nát sách khà mê ê tú quá thá năng tác xà bí à nút phà quê nát xá hạ xà dê nát sách trạch tú. Cầu xin Tam Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tân dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 135. Alo, âm thanh của chúng tôi quý vị nghe rõ không ạ? Lớn, nhỏ hay là vừa? Linh ổn nghe rõ ha. Rồi, để Đức Pháp Trang quan hệ. Rồi, xa tủ, xa tủ. Rõ. Rồi, câu Phật ngôn 135. Dạ thà đành đề nã vô ba lô, dạ thà đành đề nã vô ba lô, dạ thà đành đề nã vô ba lô. Câu số 2. Ga vô ba chê tí vô chắc rằng. Câu số 2 ha. Ga vô ba chê tí vô chắc rằng. Ga vô ba chê tí vô chắc rằng. Dạ thà đành đề nã vô ba lô, ga vô ba chê tí vô chắc rằng. Dạ thà đành đề nã vô ba lô, ga vô ba chê tí vô chắc rằng. Dạ thà đành đề nã vô ba lô, ga vô ba chê tí vô chắc rằng. Câu 3, câu 4. Ê quần chắc ra cháu mắt chú chắc. Ê quần chắc ra cháu mắt
chú cha ê quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên tị bà ni nặng dùng ba trên tị bà ni nặng dùng ba trên tị bà ni nặng ê quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên thị ba ni năng ê quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên thị ba ni năng ê quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên thị ba ni năng. Bây giờ đọc lại từ trên xuống dưới ha. Dạ thà đành đề na vô ba lô ga vô ba chê tí gô cha rằng e quần cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên tí ba ni năng. Ya tha đan đề na go ba lô ga vô ba chê tí go cha rằng e quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên thi ba ni năng. Ya tha đề na go ba lô ga vô ba chê tí go cha rằng e quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên thi ba ni năng. Bây giờ chúng ta còn một cách đọc nữa, không phải đọc nguyên câu mà chúng ta dừng lại cuối câu số 2. Ya tha đanh đề na go ba lô ga vô ba chê thi go cha rằng ê quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên thi ba ni năng. Ya tha đanh đề na go ba lô ga vô ba chê thi go cha rằng ê quăng cha ra cha mắt chú cha dùng ba trên thi ba ni năng. Như vậy thì cái câu này có hai giọng đọc ha. Rồi bây giờ qua giọng kệ. Câu tám từ chúng ta chia làm 2, 4, 4 và đọc một lần hai câu ha. Dạ tha đanh đế na gô ba lô gà gô ba chê tì gô cha rằng ê quăng cha ra cha ma chu cha ngà dung ba chên tì ba ni năng. Dạ tha đanh đế na gô ba lô gà gô ba chê tì gô cha rằng ê quăng cha ra cha ma chu cha ngà dung ba chên tì ba ni năng. Thêm lần nữa. Dạ tha đánh đế nàng gô ba luôn gà gô ba chê tì gô cha rằng ê quăng cha ra cha ma chu cha ngà dung ba chê tì ba ni năng. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Rồi xin mời sĩ Mít Ta, sĩ Kim, sĩ Hồng Mai ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ câu cảm ơn cô Phát Nguồn, cảm ơn cô Hồng Mai, cô Quang Thành, cô Kim cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ.
Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 135. Ya tha đành đề na go ba lo ga wo ba che ti go cha rằng ê quang cha ra cha mắt chú cha a dùng ba chen ti ba ni năng. Dạ, con xin phân tích. Giá đoạn âm tha trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná đoạn âm, gô ba lô là ba trường âm thông thường, ga wo hai trường âm thông thường, ba chê hai trường âm thông thường, tí đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya tha đành đề na go ba lo ga wo ba che ti go cha rằng. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú chá hai đoạn âm, a trường âm thông thường, dung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, chen trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, ní đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê quang cha ra cha mắt chú cha a dung ba chen ti ba ni năng. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Ya tha đành đề na go ba lo ga wo ba che ti go cha rằng. Ê quang cha ra cha mắt chú cha a dung ba chen ti ba ni năng. Ya tha đành đề na go ba lo ga wo ba che ti go cha rằng. Ê quang cha ra cha mắt chú cha a dung ba chen ti ba ni năng. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Già tha đanh đê nà gô ba lô gà vô ba chê tì gô cha răng. Ê quẳng cha ra chà mắt chú cha a dung ba chen tì ba ni năng. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh pháp cú số 135. 1, 2, 3, 4, 5. Cảm ơn sư. Sư đủ đơn nữa mà. Cảm ơn Hồng Mai, Quang Thanh, Beta, Pháp Nguồn, Quang Thanh, The Man, cho tín hiệu nghe rõ. Nhiều người quá, để âm thanh nghe rõ rồi. Con xin bắt đầu trả bài. Con xin trả bài kinh pháp cú số 135. Trời ơi, gió thổi quá trình luôn. Giá tha đành đề na gô ba lô gà vô ba chê chí gô cha rằng. Ê quăng cha ra cha mắt chú cha à dùng ba chanh chí phà ni nặng. Giá tha đành đề na vô ba gam e a ya ni nang phân tích câu thường thông thường
đanh trường âm ngắn, đê trường âm thông thường, ná đoạn âm, gô ba lô ba trường âm thông thường. Phân tích câu số 2. Ga vô ba chê bốn trường âm thông thường, tí đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, răng trường âm đọc thư giọng nguyên. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc. Câu 3, câu 3 luôn. Chá ra chá mắt chú chá à dùng ba chèm tí ba ní năng. Phân tích câu số 3, e trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhắn, chú đoạn âm, chá đoạn âm, câu cúng cùi, hai câu cuối cùng, a trường âm thông thường, dung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, chân, chân trường âm nhắn, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, lý ăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ê quăng cha ra cha mắt chú cha à dùng ba chèm tí ba ní năng. Thành đề na gồ ba lô ga vô ba chê tí gồ cha rằng. Ê quăng cha ra cha mắt chú cha à dùng ba chèm tí ba ní năng. Ya tha đành đề na gô ba lô ga gô ba chê ti gô cha rằng quăng cha ra cha mắc chú cha à dùng ba chèn ti ba ni năng. Ya tha đành đề na gô ba lô ga gô ba chê gô e quăng cha ra cha mắc chú cha à dùng ba chèn ti ba ni năng. Và tha đanh đê na gô ba lô gà vô ba chê ti gô cha răng. Ê quăng cha ra cha mắc chú cha a dùm ba chèn ti ba ni năng. Với gậy người lùa bò ra bãi cũng vậy và chém chung. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 135. Sư một hồi con hỏi sư đó, trong tiếng Pali á, cái con bò, cái con gô, gô, ga vô á, là nó dịch là con trâu á. Con trâu không phải con bò là để nuông đấy sư. Không biết cái này có đúng không? Người ta nói chăn trâu, người ta đâu chăn bò. Cái này chữ gô, gô, ga vô là chăn, chăn trâu đó sư. Con xin cảm ơn sư và quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Con cái gì sai xin sư, xin chắc sư, các cô tư nữ với quý vị chỉ sửa cho con. Con xin nhường máy đỡ cho người khác rồi, không biết người nào nữa. Dạ, con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta, chị Kim, Đề Men và Quang Thanh cho biết tính, Pháp Nguồn Lào Cai cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú số 135. Ya tha đằng đề na gô pa lô ga vô pa chê ti gô cha răng ê quăng cha ra cha mắt chú cha a dùm pa chèn ti pa ni năng. Ya tha đằng đề na gô pa lô ga vô pa chê ti gô cha răng ê quăng cha ra cha mắt chú cha a dùm pa chèn ti pa ni năng. Để con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đăng trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, ná đoạn âm, gô, ba, lô, ba trường âm thông thường, ga, vô, ba, chê, bốn trường âm thông thường, tí đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya tha đằng đề na gô pa lô ga vô pa chê ti gô cha răng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê là trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
chá đoạn âm, ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú chá hai đoạn âm, a trường âm thông thường, dung trường âm đọc theo giọng như âm, pa trường âm thông thường, chen trường âm nhấn, tí đoạn âm, pa trường âm thông thường, lý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, e quang cha ra cha mắt chú cha a dung pa chen tí pa ni năng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 135. Ya tha đăng đề na go pa lo ga vo pa che ti go cha rằng e quang cha ra cha mắt chú cha a dung pa chen ti pa ni năng. Ya tha đăng đề na go pa lo ga vo pa che ti go cha rằng e quang cha ra cha mắt chú cha a dung pa chen ti pa ni năng. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ya tha đăng đê na go pa lo ga vo pa che ti go cha rằng ê quăng cha ra cha mắt chú cha a dung pa chen ti pa ni năng. Ya tha đăng đê na go pa lo ra vô pa chê ti vô cha răng ê quăng cha ra cha mắt chú cha a dung pa chen ti pa ni năng. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xin mic, xin mời việc kế tiếp. Con kính thỉnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài con pháp cú số 135. Cha tha đan đề na cô pa lô ga vô pa chê tí cô cha rằng e quăng cha ra cha mắt chú cha a dung pa chên tí pa ni năng. Cha tha đan đề na cô pa lô ga vô pa chê tí cô cha rằng ê quăng cha ra cha mắt chú cha a dung pa chên tí pa ni năng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yatha dande na go pa lo ga wo pa che ti go cha rằng ya đoạn âm tha trường âm thông thường, dan trường âm nhẫn, de trường âm thông thường, na đoạn âm, go pa lo ba trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, wo trường âm thông thường, pa trường âm thông thường, chê trường âm thông thường, tỷ đoạn âm, go trường âm thông thường, chá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá tha đan đê na go ba lô ga wo ba chê tí cô chá răng. Câu 3 và 4. Ê quăng chá ra chá mắt chú chá a dung ba chên tí ba ni năng. Ê trường âm thông thường, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, ra trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, á đoạn âm, a trường âm thông thường, nhung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, chê trường âm, chen trường âm nhẫn, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, ní đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ê quăng chá ra chá mắt chữ chá a dung ba chen chí ba ní năng. Yatha dande na go pa lo ga wo pa che ti go cha rang e wang cha ra cha mat chu cha a yung pa chen ti pa ni nang. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung, của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Yatha dande na gubalu gawo bache ti gujara e wangjara jaman juja ayun bache ti balina Yatha dande na gubalu gawo bache ti gujara e wangjara jaman juja Ayum ba chen ti ba ni nang. Dạ con đã đọc xong, con cứ sai xin ngài và đạo tràng sửa dùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con cảm ơn cô Metta, cô Kim cho biết tín hiệu. Con xin phép được đọc và phân tích câu pháp cú 135 ạ. Yatha dande na go ba lo gavo cha gavo pa che ti go cha rang e wang cha ra cha mak chu cha a yung Ba chê tin ba ni năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yat tha dan de na go ba lo ga vo ba chê ti go cha yang. Yat giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, dan là trường âm nhấn, de là trường âm thông thường, na là đoạn âm, go là trường âm thông thường. Ta là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường. Yatha dande na go ba lo. Còn câu 2, ga là trường âm thông thường, vô là trường âm thông thường, pa là trường âm thông thường, che là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, go là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, răng là trường âm đặc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Yatha dande na go ba lo ga vo ba che ti go cha rang. Con phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Chúc cha dùng ba trên ti ba ni nặng. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mắc là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, chá là đoạn âm. E quăng cha ra cha mắc chú cha. Câu 4 là A là trường âm thông thường, dung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa là trường âm thông thường, che trên là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E quang cha ra cha mắc chú cha a dung cha chen ti pa ni bằng. Con xin đọc lại toàn bài. Yatha dande na go ba lo ga vo ba che ti go cha rang e wang cha ra cha mắc chú cha a dung ba chen ti pa ni nang. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ con xin được kệ ạ. Yatha dande na go ba lo
la vô pa chê tì gô cha răng e quang cha tra ma cha chú cha a dung pa chên tì pa ni năng ya tha đăn đê na gô ba lô la vô pa chê tì gô cha răng e quang cha ra ma cha chú cha a dung pa chên tì pa ni năng. Với vậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kể phân tích xong, có gì sai xin ngài Chi Đức chỉnh sửa cho con. Dạ con xin phép được xuống bếp. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ, xin mời đàn tay của vị khác. Dạ cô Hạnh Phước ơi, vẫn chưa nghe tiếng gì ạ. Vâng, cô cầm mic lại đi. Nam mô Nam mô Bố Thầy. Dạ Nam mô Tham Mạ. Nam mô Sang Khai Giá. Con xin đảnh lễ Tam Bảo. Con xin đảnh lễ quý vị sư. Con xin đảnh lễ quý vị tu nữ, con xin đảnh lễ đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cũ 135. Yat tha đan đề na go pa lo ga go pa che ti go cha rang e vang cha ra cha mak chu cha a yang pa che ti pa ni pa ni hang pa ni nang. Dạ con xin đọc lại. Yat tha đan đề na go pa lo ga go cha che ti go cha go cha rang e vang cha ra cha mak chu cha a yang pa che pa chen ti pa chen ti bà ni hà năng bà ni năng yat tha đan đề na go pa lo ga go pa che ti go cha rang e vang cha ra cha ma chu cha a yang pa chen ti pa ni năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yat tha đan đề na go pa lo gao pa che pa che ti go cha rằng ya là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đăng là trường âm nhấn, đề là trường âm thông thường, na là đoạn âm, go pa lo gao pa che 2, 3, 4, 5, 6, 7 trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Go là trường âm thông thường. Cha là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. E
là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, cha là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chú cha là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, dung là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, pa là trường âm thông thường, chanh là trường âm nhấn, tít là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, nít là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Con đọc lại câu 3, câu 4. E văn chắc là chắc mắt chút chắc. E lăng chà là chà mắc chú chà a yang pa chen ti pa ni năng. Con đọc lại nguyên bài. Yết tha đăng đề na go pa lô ga go chà chen ti go chà răng. E lăng chà là chà mắc chú chà a yang pa chen ti pa ni năng. Dạ con xin đọc bài kệ. Yat na đang đề na cô ba lô ga vô ba chế ti cô cha lăng e văn cha la cha ma chú cha a yam ban chế ti ba ni nang. Yat tha đang đề na cô ba lô ga vô chân chế ti cô cha lăng e văn cha la cha ma chú cha ayam ban je ti pa ni nang. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc hết. Xin ngài Chí Đức rồi quý sư, quý cô tu nữ của đạo tràng sửa bài dùm con. Dạ con xin cảm ơn. Dạ con xin bây giờ mời mic. Sà thủ Huỳnh Hạnh Phước ha. Phân tích rất là chuẩn, không có sai một chỗ nào hết. Nhưng mà cái từ a dung, cái chỗ này đọc hơi phóng tâm chút. Cái từ ai dung ha, chứ không phải là ai danh, hoặc là thì cái chỗ này đọc nghe hơi kỳ kỳ chút thôi, nhưng mà còn vấn đề phân tích rất là chuẩn. Huynh là người mới nhưng mà rất là căn bản nha. Khi mà phân tích được như vậy thì chắc chắn rằng cái giọng đọc của Huynh sẽ chỉnh sửa và biết mình đọc chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Rất là hoan hỷ với Huynh Hạnh Phước ha. Xin chào cô tụ nữ Phúc Hạnh vừa đến với Pháp Hội. Rồi bây giờ Sĩ Quang Thanh, xà thủ. Ngô Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính lễ Ngài Chí, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô Phúc Hạnh và cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 105. Dạ con cảm ơn cô Hồng Mai và cô Meta đã có tín hiệu nghe rõ. Ya tha đàn đề na go ba lo ga vô ba chê ti go răng e quang cha ra cha mách chu cha a rung ba chên ti ba ni năng. Ya tha đàn đề na go ba lo ga vô ba chê ti go cha răng e quang cha ra cha mách chú cha a rung ba trên ti ba ni năng. Phân tích vào câu 2.
Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gô ba lô là ba trường thường, ga vô ba chê là bốn trường âm thông thường, tí là đàn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo, và con xin giả mối tôi là gia tha đan đề na go ba lo ga vô ba chê ti go cha răng. Câu 3 và câu 4. Câu 2. Câu 3 và câu 4. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chú chá là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, rung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba chê là hai trường âm thông thường. À, con xin sám hối chỗ này. Ba là trường âm thông thường, trên nhấn tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê quăng cha ra cha mách chú cha a rung ba trên ti ba ni năng. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Ya tha đàn đề na go ba lo ga vô ba chê ti go cha ra năng. Ê ra cha mách chú cha a rung ba trên ti ba ni năng. Với gậy lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Dạ con xin kệ ạ. Dạ ta đàn đê nà ba lô gà vô ba chê tì gô cha răng. Ê quăng cha ra cha mạch chú cha rung ba trên tỷ ba ni năng. Dạ ta đàn đề na go ba lo ga vô ba chê tỷ go cha răng. E quang cha ra cha mạch cha a rung ba trên tỷ ba ni năng. Dạ con có đọc, con đã đọc bài xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 135 ạ. Dạ. Cảm ơn Như Quan Cần đã cho biết cho bài ạ. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai đã cho biết tín hiệu ạ. Con xin con đọc. Gia thà đàn nề ná gô ba lô gà vô ba chê tí gô chá rần. Ê hoàng chá rà chá mát chúc chá à dùng ba chên tí ba ní năng. Giá thà đàn nề ná gô ba lô gà vô ba chê tí gô chá răng. Giá là đoạn âm, gia là tha là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, gô ba lô là ba trường âm thông thường, gà
Ga vô ba chê là bốn trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá thà đàn nê ná gô ba lô ga vô ba chê tí gô chá răng. Câu 3 và câu 4. Ê văn chá rà chá ma chất chá à dùng ba chên tí ba ní năng. Ê là trường âm thông thường, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mát là trường âm nhất, nhấn, chú chá là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, dung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, trên là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê văn chá rà chá má chấp chá à dùng ba chèn tí ba ní năng. Giá thà đàn nề ná gô ba lô gà vô ba chê tí gô chá răng. Ê văn chá rà chá má chấp chá à dùng ba chèn tí ba ní năng. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Đó là dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Dạ tha đàn đề nà gô ba lô gà vô ba chê tì gô cha rằng. Ê quan cha ra cha ma chớp cha a dung ba chén tì ba ni nặng. Dạ con đã đọc và phân tích xong, con xin xuống mic có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ nha, Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào với tu nữ và chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 135. Dạ xin mời Pháp Nguồn Lầu Cây cho biết âm thanh rõ. Cảm ơn âm thanh. Yat tha đàn đề na go pa lo ga vo pa che ti go cha rằng e văn cha ra cha ma chú cha a dung pa chen ti pa ni năng. Yat tha đàn đề na go pa lo ga vo pa che ti ro cha rằng e văn cha ra cha ma chú cha a dung pa chen ti pa ni năng. Yat tha đàn đề na go pa lo ga vo pa che ti ro cha rằng e văn cha ra cha ma chú cha a dung pa chen ti pa ni năng. Với vậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ xin kể mít lại cho đạo tràng. Nam mô Phật Thầy. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sa tu Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức đọc cái đoạn này rất là có quay lực ha, rất là chuẩn. Nhưng mà lâu quá không nghe Đại Đức Pháp Trang sẽ hơi buồn ha. Đọc dụng kinh mà, nếu mà đọc dụng kể nữa thì tuyệt vời. Đây là một cái bài mà Chư Tăng cũng hay tụng đọc, nhất là trong những cuộc lễ cầu siêu ha.
Thì bài này cũng tương tự. Cho nên thấy Đức Phật Trang đọc ao ao, không có pháp chỗ nào hết. Là một cái điều mà rất là khâm phục. Để Đức Phật Trang đã hướng dẫn chữ Phật tử ở chùa Quốc Quang, cô tu nữ Phúc Hạnh, chí Quang Thanh, chí Phúc Biển, vân vân. Nghĩa là thỉnh thoảng hùng phước dân tứ vật dụng, nhất là những hải sản của Bình Định vào các chùa miền Nam, thì đó cũng là một cái điều mà thích để với lại tạo nên một cái sự thân mật giữa chùa này chùa kia. Tinh thần của chùa Phúc Quang do Đại Đức Phật Trang hướng dẫn, chúng tôi thấy rất là thành công. Sáng qua mấy đời tụi thì thấy Đại Đức Phật Trang tuổi trẻ tài cao ha, hướng dẫn chùa Phật tử ở Bình Định. Tại vì trong vấn đề tu học có nhiều có vấn đề khởi sắc, đó là điều rất quan trọng. Nhưng mà đó là khen ha. Còn chê là Sĩ Quang Thanh hôm nay cũng tiến bộ, phân tích trường âm đoạn âm rất là chuẩn. Nhưng mà khổ một cái là Sĩ Quang Thanh biết sai chỗ nào về giọng đọc á. Cái câu số 3, câu cuối, mắt chú cá, mắt chú cá, nhưng mà chữ cá này đọc là chữ cha, chú cá, hai đoạn âm ha. Nhưng mà Sĩ Quang Thanh thì phân tích là rất là chuẩn, chú cá là hai đoạn âm, nhưng mà khi đọc thành là chỗ chữ cá này thành là chữ cha. Cái đó chẳng qua là có những bị bất thôi, nhưng mà quan trọng là phân tích trường âm đoạn âm chuẩn. Cũng giống như huynh Hạnh Phước ha, phân tích rất là chuẩn. Chữ A dung đọc hơi bất một tí thôi. Hôm nay quý vị rất là tiến bộ, rất là thành công. Còn Thượng Tọa Chân Tịnh chưa thấy Thượng Tọa Chân Tịnh đọc lần nào. Thỉnh Thượng Tọa Chân Tịnh, alo, câu Phật ngôn 135, xin cung tỉnh bàn tay của Thượng Tọa Chân Tịnh ạ. Để Đức Pháp Trang đọc ào ào, không biết Thượng Tọa Chân Tịnh nghĩ sao này. Alo, có ai cứu bộ cho Thượng Tọa Chân Tịnh không? Vậy là bận gì rồi. Vậy thì không còn ai đọc nữa phải không? Để Đức Pháp Trang kết thúc, thấy không khí trống vắng trong đạo tràng. Để Đức Pháp Trang đã xung phong. Còn thì đưa tay lên trời đất ơi, quân nhân nhà khà hồi nào cũng muốn bao chót hết á, khổ thiệt. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, có nghe không ạ? Alo. Dạ, dạ cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, thưa sư con mới đi ở ngoài về. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, con xin ảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 135 ngày hôm nay ạ. Yatha dande nago balo gawo bace tigo charang e wang chara chamat chucha a yung bacen ti ba ni nang. Yatha dande nago balo gawo bace tigo charang e wang chara chamat chucha a yung bacen ti ba ni nang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yatha dande nago balo gawo bace tigo charang. Giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, dan là trường
D là trường âm thông thường, Na là đoạn âm, Go, Ba, Lô là ba trường âm thông thường, Ga, Vô, Ba, là Chê là bốn trường âm thông thường, Tí là đoạn âm, Go là trường âm thông thường, Chá là đoạn âm, Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 3 và câu số 4. E quăng cha ra cha mắt chú cha a dùng ba chèn tí ba ni năng. E là trường âm thông thường, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chú, chá là hai đoạn âm, a là trường âm thông thường, dung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, chen là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E quăng cha ra cha mắt chú cha a dùng ba chen tí ba ni năng. Dạ con xin đọc lại. Yatha đàn đề na gô ba lô ga gô ba chê tí gô cha răng e quăng cha ra cha mắt chú cha a dùng ba chen tí ba ni năng. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yatha đan đê na gô ba lô ga gô ba chê tì gô cha răng e quăng cha ra cha mạch chu cha dung ba chén tì ba ni năng. Yatha đan đê na gô ba lô ga gô ba chê tì gô cha răng e quăng cha ra cha mạch chu cha dung ba chén tì ba ni năng. Dạ con đã đọc và kệ xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ lúc nãy con đi ở ngoài đường cho nên sóng nó không có rõ nên con không có đưa tay lên được. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thú sa thú. Alo, 123, 123, Giang Nhật Hà, âm thanh rất là tốt, giọng kinh, giọng kể rất là chuẩn. Nhưng mà không biết có phải chúng tôi nghe lộn hay không. Đanh đê là trường âm thông thường, chỉ có một trường âm thông thường thôi, còn một trường âm nhấn chứ. Huynh Giang Nhật Hà, quý vị có nghe rõ hay là chính chúng tôi coi như tới cái trường hợp mà già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời trắng niên uế liệt còn đâu. Nghe chữ đanh đê là trường âm thông thường, hơi lỗ chút thôi hả? Lỗ còn chút thôi, thôi xí xả hả, bỏ qua. Lỗ còn chút mà cũng kiếm chuyện nữa hả? Lỗ còn chút mà cũng kiếm chuyện nữa, hàng gì người ta nói ông già khó chịu. Thôi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận ha. Quý vị cũng tuyệt vời. Như vậy là thành công. Câu Phật ngôn 135 chắc mới lấy xe về nên hơi ba chết ba nhán hả? Chắc mới lấy xe về cho nên ba chết ba nhán. Ba cái chết ba cái nhán. Bây giờ chúng ta đi vào từ vựng câu Phật ngôn 135. Yatha đanh đê na gô ba lô. Yatha đanh đê na gô ba lô. Câu đầu tiên chúng ta có ba. Yatha là giống như, ví như, tựa như, dường như. Yatha. Rồi đanh đề na, chữ đanh đề na là gậy gộc, đao trượng. Đây là cái chia thứ ba hả, cái chia thứ ba, chữ đanh đa
chị thứ ba ta ti giá quỷ phát ti e ca quá trình á đanh đá biến thành đanh đề na. Rồi chữ gô ba lô, chữ gô ba lô do cái từ gô ba lá. Gô ba lá là một danh từ nam tính ác ranh pháp phùng linh ra. Và gô ba lá được đứng làm chủ từ số ít. Bà tham má e ca quá chân áo quỷ pháp tí. Cho nên gô ba lá biến thành gô ba lô là người ăn bò. Người chăn bò. Rồi câu số 2. Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Ga vô ba chê tí gô cha rằng. Ga vô ba chê tí gô cha rằng. Chữ ga vô. Ga vô là bầy bò. Hồi nãy có người thắc mắc. Có người thắc mắc chữ gô ha. Chữ gô thì từ từ tới gô chá răng rồi tính ha. Tại sao mà nó là bò mà không gọi là trâu? Trâu với bò, nhưng mà những người điều khiển trâu và bò thì người ta dùng cái từ là mục đồng. Người chăn trâu hay là người bò, cái chữ mục đồng là người mà chăn dắt cho trâu bò. Nhưng mà bây giờ nếu mà sử dụng chữ bò thì quý vị thấy nó nặng hơn là chữ trâu hả? Có một bài ca hả? Con trâu và con bò hả? Có một bài ca ai bảo chăn trâu là khổ hả? Chứ đâu có nói ai bảo chăn bò là khổ. Chữ bò thì nó nặng quá. Mà bò và trâu cũng là bốn chân hai sừng vậy hả? Cũng giống nhau vậy. Trâu bò cũng bà con nhau vậy. Chắc là không anh em ruột thì cũng là bà con cũng thân thiết chú bác rồi chứ. Rồi chữ ga vô ở đây có nghĩa là bầy bò ha. Rồi cái động từ nó sao nữa? Ba chê tí đây là một động từ số ít, nghĩa là đưa đi tới hay là lùa đi. Lùa hay là đẩy hay là đưa cho đi tới, mà người ta dùng cái từ gọi là lùa bò, lùa trâu đi á. Ba chê tí rồi lùa đi ha. Rồi chữ cuối cùng là gô chá răng. Gô chá răng do cái từ gô chà rá này. Chữ gô chà rá này. Gô chà rá là một danh từ nam tính ác ranh tháp phung linh ga. Và gô chà rá được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quỷ phát thế e ca quá trình á. Cho nên gô chà rá biến thành gô chá răng. Gô chá răng là bãi cỏ hay là đồng cỏ. Bãi cỏ hay đồng cỏ. Nhưng mà chỗ này người ta thắc mắc này. Gô là một danh từ nam tính. Ô chà răng ta phùng linh ga. Ô là con bò này. Và chữ chá ra do cái động từ chá ra tí. Nhưng mà chá ra ở đây nó đứng làm danh từ nam tính ác răng ta phùng linh ga. Chá ra là người đi bộ. Và con bò và người đi bộ ở đây nó lại trở thành ra một cái danh từ nam tính là đồng cỏ, bãi cỏ. Cái chỗ này rất rối ha. Tách ra chữ gô là con bò, chữ chá rá hay là chá răng có nghĩa là người đi bộ. Con bò và người đi bộ mà dính chùm với nhau là nó có nghĩa là đồng cỏ, bãi cỏ. Nghe nó cũng rắc rối ha. Chính cái rắc rối này cho nên mới có vấn đề thắc mắc ha. Thôi thì bây giờ chúng ta hiểu theo ý nghĩa này đi. Yết hà đần đề na gô ba rô ga gô ba chê tí gô cha rằng.
giống như người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng cỏ. Câu 1, câu 2 ha. Yá tha đành đề na gù bà lù gà gù bà chê tí gù chát rằng giống như người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng cỏ. Đó là ý nghĩa không một câu hại. Nếu mà Sĩ Kim không đồng ý lùa bầy bò ha, thì lùa có như là bầy trâu cũng được đi ha. Giống như người chăn trâu dùng gậy gộc lùa bầy trâu ra đồng cỏ. Rồi bây giờ câu 3, câu 4 ha. Ê quần chá ra chá mắt chú cha, ê quần chá ra chá mắt chú cha. Vì ê quần là tương tự như vậy, giống như vậy, giống như vậy, tương tự như vậy. Con bò đi đến đồng cỏ, đi đến thì bây giờ người chăn bò đi phía sau, thì con bò đi phía trước thì gọi là lùa nhé. Ê quân là giống như vậy ha. Rồi, chát ra, đây là một danh từ nữ tính nè. Karanta Ithilin gá. Chát ra có nghĩa là sự già, giống như vậy, sự già. Rồi chá là và ha. Mắt chu, mắt chu, mắt chu là sự chết, mắt chu là sự chết. Rồi câu cuối cùng có sự liên quan đến câu số 3 này. Ai dùng ba trên thứ ba ni năng, ai dùng ba trên thứ ba ni năng. Chị cha ở cuối câu số 3 nó chạy qua câu số 4, có nghĩa là và ai dùng, tức là do từ ai du. Ai du đây là một danh từ trung tính u karan tana phun sakalinga và được chia theo đổi cách số ít đu tỳ giao cách của cái quá trình đó cho nên ai du biến thành ai dung. Ai dung là mạng sống hay là tuổi thọ, mạng sống hay tuổi thọ, tức là chữ cha ở sau cùng nó đi chung với chữ ai dung ha. Mạng sống tuổi thọ. Rồi động từ ba trên tí, động từ số nhiều, có nghĩa là cũng giống như cái vậy, ba chê tí thì dưới này ba trên tí số nhiều, tức là lùa đi, xua đuổi, lùa đi hay là rượt đuổi hay xua đuổi hay là lái đi, lùa đi ha. Đây động từ số nhiều ha, ba chê tí là động từ số ít ha, lùa đi. Ba ni năng, đây là do cái từ ba ná, ba ná nó là một danh từ nam tính, akranta kumringa, có nghĩa là hơi thở, là sự sống, nhưng mà nó là một danh tính từ thì nó là ba ni, ba ni. Và ở đây được chia theo sở hữu cách số nhiều ha, sát thí vị pháp tí và hữu quá trình á. Ba ni năng có nghĩa là của các chúng sanh, của các chúng sanh. Vậy thì câu 3, câu 4. Ê quân chá ra chá mắt chú chá a dùng ba trên tí ba ni năng. Ê quân chá ra chá mắt chú chá a dùng ba trên tí ba ni năng. Tương tự như thế, sự già và sự chết xua đuổi tuổi thọ của các chúng sanh. Tương tự như thế, sự già và sự chết
xua đuổi tuổi thọ của các chúng sanh. Như vậy thì câu Phật ngôn 135 cho chúng ta ý nghĩa giống như người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng cỏ. Tương tự như thế, sự già và sự chết xua đuổi thọ của các chúng sanh. Giống như người chăn bò dùng gậy gộc lùa bầy bò ra đồng cỏ. Tương tự như thế, sự già và sự chết xua đuổi tuổi thọ của các chúng sanh. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa, tuổi già sự chết cũng mất, lùa từng mạng sống chúng ta xuống mộ. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa, tuổi già sự chết cũng là, lùa từng mạng sống chúng ta xuống mồ. Alo, Sĩ Kim thắc mắc tại sao không dùng cái con trâu mà lại dùng cái từ con bò. Nhưng mà ở đây Ngài Giới Đức không dùng con bò, con trâu mà gọi là con dê ha. Người chăn dùng gậy lùa dê, lùa từng con một đi về núi xa, tuổi già sự chết cũng là, lùa từng mạng sống chúng ta xuống mồ. Xuống mồ mà đây Sĩ Nghi Quang để là xuống hầm. Xuống hầm khác nha, xuống mồ khác nha. Alo, alo, Sĩ Nghi Quang ơi, xuống mồ chứ không phải xuống hầm. Nó ăn lộn thực phẩm hả? Ăn lộn thực phẩm cũng là loài thú mà. Rồi bây giờ Ngài Hòa Thượng Minh Châu trung thực thân với ta thơ ngũ ngôn nè. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến mạng chung. Con bò con trâu thì rống ha, còn con dê thì nó kêu ba ha. Nhưng mà ở đây trong cái thể thơ thì chúng ta coi như làm sao hiểu được cái ý chính thôi. Cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái ý chính. Mà ý chính á, muốn hiểu á thì phải qua duyên sự, chứ còn không thì cái bàn cãi nhau miết à. Trong duyên sự này, quý vị nghe xong đi, rồi quý vị sẽ thảo luận, có ý kiến ha. Câu Phật ngôn 135 nói lên cái gì? Khi mà Đức Phật ngự tại Búp Ba Ra Ma, ai viết được cái chữ Búp Ba Ra Ma? Một ngôi chùa cũng rất là nổi tiếng, do Ngài Mục Kiền Liên đứng ra chỉ huy để xây dựng. Búp Ba Ra Ma. Alo. Rồi, đọc Bali đọc ào ào. Bali đọc ào ào. Mà bây giờ Búp Ba Ra Ma viết không ra chữ hả? Rồi, vậy còn có hai ly. Búp Ba Ra Ma. Cái này chắc coi sách rồi viết ra quá chứ. Làm gì mà viết lẹ mà viết đúng vậy không biết nữa. Sĩ Kim. Hay là coi như có ai chỉ cho cái gì. Cái làm gì cái là đúng liền vậy nè. Búp Ba Ra Ma. Tiếng Việt gọi là Đông Phương Tự. Mà Búp Ba Ra Ma của bà Visakha ấy giá. Visakha viết cái kiểu này là chất quốc rồi. Chính xác cái gì viết đặc lắc vậy mà Visakha mà viết vậy mà coi như là chính xác. Quý vị coi Sĩ Kim nè,
xích kem coi như là đọc ào ào vậy mà viết chữ Visakha mà cũng đọc nó bị tật lắc à. Đó, hên cái là coi như xích như quan đưa lên đó. Đó. Nếu mà xích như quan không đưa lên thì chắc là xích kem nó ô cái ông này cũng không, ông xạo, người ta viết đàng hoàng vậy mà còn đọc sai. À, đó, thấy không? À, cảm ơn xích như quan nha. Cái chùa Bhupara Ma do bà Visakha xây dựng là đại thí chủ xây dựng ra ngôi chùa đó. Mà cái nguyên nhân như thế nào để xây dựng cái chùa Bhupara Ma, ai biết? Ai biết về tay? Về tay trả lời chỗ này. Chỗ này là cái mấu chốt cái chùa Bhupara Ma được xuất hiện. À, đưa tay lên, xích kim. Đưa tay lên. Để nguyên nhân tại sao cái chùa này xuất hiện trên thế gian. Rồi, xích kim đâu rồi? Rồi. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Giang, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư nói cái chuyện này lâu rồi, thưa rồi, buộc con nhớ đó sư kể là một bữa kia trời thanh gió mát đẹp, bầu trời sáng ngời vậy đó, mà đi lại chùa bà đảnh để làm cúng dường gì đó thì bà bỏ quên cái áo vàng độc của bà. Trời ơi, cái áo này ghê lắm, cái áo này nặng dễ sợ, trị giá 90 triệu tiền vàng. Khiếp thiệt, mà cái áo này á, người thường mặc không có được đâu. Cái áo này phải là 6 người thanh niên đó sư, phải thiền cái áo mà bà mặc người đó đó sư, gắn hột sòn gì đó. Cái này đúng là hột sòn của bà, trội lỗ đầu luôn đó, trội chó chạy, trội què chân luôn nữa. Trời ơi, bà này bấm mạnh khỏe dễ sợ lắm, một con trâu vậy, con voi bự bả cần đứng lại, bả nắm nó là nó đứng lại, bả sức khỏe kinh hồn luôn. Thì bả bỏ quên cái áo đó, thì lúc bả về bả nhớ lại, thì bả kêu tỳ nữ của bả đi lại cái chùa đó lấy cái áo về. Nhưng mà bả dặn vậy nè, nếu mà cái sư nào mà lấy, nếu có sư nào mà lấy rồi đó thì đừng có lấy về, để cho cúng dường cho chùa luôn. Đó, cái tỳ nữ lại đó thì ngài Ananda thì thấy cái áo đấy đi cắt lại, đi cắt đi bỏ tủ lên để ra đi. Thì lúc mà cô tỳ nữ này lại đó thì ngài mới đem ra, thì cô tỳ nữ này không có đem về mà chủ là sẽ cúng dường luôn cái áo này. Thì cúng dường đó đâu biết là cái áo đó bán mà có người mua được, có tiền mua được, nhưng bận không có nổi, thành ra không bán không được, thành ra bà phải mua lại cái áo đó lại, rồi bà bỏ thêm tiền bà cắt lên cái chùa Tông Phương Tự đó, và Bhupara Ma đó không biết đại khái vậy thôi. Chuyện bà Visakha hả, trời cả trễ 3 ngày chưa hết chuyện đó thế sư. Dạ, con xin xuống mít để cho sư nói tích sự của kinh Pháp Cú 135 nè. Sa thủ Sikkim. Sikkim cũng hiểu cái duyên sự cái chùa Đông Phương này được thành lập là do cái áo ha. Do cái áo đem đi bán mà bán không ai mua, rồi phải tự mình bỏ tiền ra mua để xây dựng ngôi chùa Đông Phương. Thì đây là cái nguyên nhân để cho chúng ta biết cái chùa Đông Phương xuất hiện do cái chuyện gì, thì do cái áo. Rồi, rất là xa thú xích kiệm. Trong một ngày Bắc Quan Trai Giới, 500 người phụ nữ đã thọ Bắc Quan Trai Giới rồi mới đi chùa. Bà Visakha đến gần những người phụ nữ đó, và trước tiên là những người phụ nữ lớn tuổi ở trong nhóm, và đặt ra câu hỏi: thưa các bà,
các bà giữ bát quan trai giới để làm cái gì? Thì những người lớn tuổi này mới trả lời: nguyện cho tôi được hưởng phước của chư thiền. Rồi bà Visakha là hỏi các người phụ nữ trung niên. Các người phụ nữ này đáp: để thoát khỏi cái cảnh mà chồng chung. Rồi bà Visakha là hỏi các cái cô thiếu phụ. Thì các cái cô này mới đáp: để sanh được con trai đầu lòng. Rồi bà Visakha hỏi tiếp các cô thiếu nữ chưa có chồng. Thì các cô này đáp: để sớm được về làm dâu trong những gia đình tử tế. Sau khi nghe những cái nguyện ước của các phụ nữ do đi thọ bắt quan trai mà họ ước nguyện như vậy, thì bà mới dẫn 500 người này đến ý kiến Đức Phật và tuần tự kể lại những cái lời họ đã nói cho bà nghe. Và khi nghe xong câu chuyện thì Đức Phật mới dạy rằng: này Visakha, những chúng sanh hằng bị bốn cái khổ, nhất là sanh lão bệnh tử, như là cái kẻ chăn bò cầm cái gậy lùa đi từng sinh mạng đến từ cái sanh đến cái lão, từ cái lão đến cái bệnh, từ cái bệnh đến cái tử. Để cho cái sự chết nó giống như một cái búa bén, nó chặt đứt cái mạng sống. Mặc dù là như vậy, họ cũng không nguyện giảm bớt được cái sự sanh bao giờ cả, mà chỉ nguyện cái sự sanh nó càng tăng thêm, tăng thêm. Và Đức Phật Ngài đã ngâm lên câu Phật ngôn 135. Đưa lên câu Phật ngôn 135. Yathā dandē na gu ba lo ga gu ba che ti gu cha rang e quần cha ra cha mắt chú cha a dùng ba trên ti ba ni nằng. Yathā dandē na gu ba lo ga gu ba che ti gu cha rang ê quân cha ra cha ma chu cha ngà dung ba chen ti ba ni nằm. Với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy, già và chết lùa người đến mạng chung. Và khi mà chấm dứt câu Phật ngôn này thì có nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Đạo Quả Tu Đà Vương. Do sự này cho chúng ta thấy rằng 500 tín nữ bạn Visakha giữ giới bát quan nguyện phước là các cụ mong khi tại thế lên trời hưởng lộc sống quang huy. Các bà đứng tuổi sợ chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, tiêu phụ ước sanh trai trưởng tử để làm như nữ chủ tại gia trung. Thiếu nữ thì mơ được tấm chồng, con nhà tử tế khỏi long đong, không ai nguyện thoát luân hồi khổ, mong khỏi sanh già bệnh tử vong. Như vậy thì ở đây câu chuyện này, một ngày bác quan trai 500 người phụ nữ đi chung với bà Visakha, và những câu hỏi được đặt ra: người lớn tuổi uống được cái gì mà thọ bắt con trai? Già rồi nguyện được hưởng phước của chư thiên, tức là được sanh về nhà cảnh. Rồi những người trung niên thì nghĩ sao? Nhà thoát khỏi cái cảnh chồng chung. Rồi những người thiếu phụ thì mong được con trai đầu lòng, được các cô thiếu nữ chưa chồng thì được về làm dâu một gia đình tử tế môn đăng hộ đối. Đó là những điều mơ ước khi mà làm thiện sự. Cái điều này không riêng gì những người thiếu nữ, mà đa số người Phật tử của chúng ta ai cũng muốn mong chứng đắc
tu để đạt cái này, tu để đạt cái kia, thì cái vấn đề đó quý vị nghĩ sao? Thực tế qua câu chuyện này, đây là một bài học để chúng ta thấy trong hiện thực. Có nhiều vị nói ô sư tu từ nhỏ tới lớn, sư tu lâu như vậy thấy được cái gì chưa? Quý vị trả lời sao? Mình vẫn còn mắt sáng, vẫn thấy chứ. Nhưng mà hỏi tu lâu vậy thấy được cái gì chưa? Rồi gặp trường hợp quý vị trả lời sao? Cái rượu ru vậy nè. Alo, alo. Thôi bây giờ hỏi là quý vị vô trong cái room này sinh hoạt, quý vị thấy được cái gì? Cái đó, ngủ liền hả? Trời ơi, đang ngủ rồi còn thấy gì nữa bà? Mở mắt ra còn thấy nè, mà ngủ còn thấy gì nữa? Bây giờ thực tế nè, quý vị vào trong cái room này tu học thì quý vị thấy được cái gì? Chứ đừng có nói là bây giờ thấy người lớn tuổi thì mong về thiên giới, người trung niên thì cứ nghĩ rằng mình sống chung hai ba bà một ông vậy thì sống chung chồng kiểu này thì còn cái người thiếu phụ thì mong rằng có nhờ sinh được con cái đầu lòng để làm chủ một cái gia đình. Rồi người mà chưa có thiếu nữ thì mong ước là có được một ông chồng môn đăng hộ đối, hiền lành, rồi tử tế. Như vậy thì quý vị thấy sao? Thấy quý sư, thấy quý cô và đạo tràng với bề học, thấy cái nhãn tiền, thấy cái nhãn tiền, cái nhãn tiền, cái nhãn là có số mấy, 500, 300 đồ gọi là nhãn tiền gì. Rồi bây giờ mời huynh hạnh phước đi. Thấy thì sao thấy được? Chúng tôi chỉ thấy màn hình chứ đâu thấy ai đâu. Huynh hạnh phước nó thấy là thấy sao? Rồi mời huynh hạnh phước qua câu chuyện đó. Chúng ta học, chúng ta sinh hoạt, mục đích của chúng ta và chúng ta thấy được cái gì? Rồi mời huynh. Thưa ngài, thì như ngài đã như ngài nói là mở mắt ra là thấy cái màn hình, rồi qua cái màn hình là con thấy được chữ, chữ là nó hiện diện ra là có quý sư quý cô, rồi đạo tràng và bài học, rồi tức là cái đầu tiên mà con nhìn thấy, cái há mắt ra là con nhìn thấy cái lông mi, nhưng mà thực chất những cái lông mi mình lại bỏ qua, nhưng mà mình là cái nhìn thấy đầu tiên nhất. Thông thường là con người của mình sẽ là như vậy, những cái gì mà gần nhất mình đang hiện hữu và đang có, mình luôn luôn bỏ qua và mình không hề để ý tới những cái gì mình đang có, mình chỉ đi nhìn và đi kiếm và tìm những cái gì sâu xa, viễn vọng mà mình chưa thấy hoặc là mình cần tìm tại và tìm hiểu. Dạ con xin nói thật là con thấy con chỉ có những cái mà biết những cái mà ngắn vào nó còn nông cạn à. Dạ con xin nhường lại mic cho đạo tràng. Alo, hay quá. Thấy những cái gì mà coi như rất là thực tế ha. Cái gì mình là cái đối tượng mà nó mình thấy trước tiên, bắt đối tượng thì ở đây nói lên vấn đề căn trần và thức. Khi mà chúng ta nhìn vào đối tượng thì cái thức nó sẽ sanh khởi, mà sanh khởi để cho chúng ta qua ba cái cảm thọ vui, khổ và vô ký.
Thì trong những cái cảm thọ đó, chúng ta nhìn lại chính mình ha, tức là thân, rồi thọ, rồi tâm, rồi pháp. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Ở đây những người này hơi cao xa, tạo một cái thiện phước, tức là thọ bất quan trai, nhưng mà nghĩ tưởng rằng do cái phước này mình sẽ sanh về nhàn cảnh, do cái phước này mình sẽ không sống một cái đời sống có chồng chung, do cái phước này mà mình sanh được con trai đầu lòng, do cái phước này mà mình được một ông chồng như ý, thì người ta tạo phước. Nhưng mà một cái sự trao đổi, một sự trao đổi, cái phước không có trọn vẹn. Thay vì người ta còn lên cao hơn nữa, người ta được an vui nhiều hơn nữa, nhưng họ muốn dừng lại ở đó, hoặc là nhiều khi họ tạo cái phước đó không được đầy đủ, nhưng mà họ muốn làm ông này bà nọ. Thì cái điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy trong tầm tay của chúng ta. Mình có an vui hay không? Mình an vui bây giờ thì tương lai cái quả nó cũng sẽ an vui thôi. Bởi vì cái nhân mình đương tạo ở đây là sự an vui, thì hãy chấp nhận sự an vui đó để sự an vui được lâu dài, được tiến triển. Tại sao? Với cái sự an vui này mình hướng về một cái sở cầu, hướng về một cái mục tiêu, để rồi cái tâm tham nó sinh khởi. Khi mà bản ngã mà nó chi phối thì chúng ta cảm thấy rằng ở đây giống như câu Phật ngôn này, hướng về cái sanh để rồi bệnh nó cũng sẽ tới, rồi già nua nó cũng sẽ tới, và chết nó cũng sẽ tới, sinh lão bệnh tử, đó là một quy luật. Mà bây giờ chúng ta hướng về cái chỗ mà nó sanh ra phiền não, cái chỗ mà phải như tái sanh, cái chỗ mà chúng ta phải tiếp nối, để rồi một cái vòng tròn luẩn quẩn. Alo, sa tu, huynh Hạnh Phước. Tức là những cái gì trước mắt, hãy nhìn vào đó. Và cái cảm nhận của chúng ta vui, khổ, vô ký. Và mình đừng để cái bản ngã chi phối, tức là tham, sân và si nó khống chế. Thì như vậy chúng ta được an vui. Khỏi cần cái cảnh này, khỏi cần cái cõi kia, mà chính trong hiện tại, chúng ta coi như giảm thiểu bớt cái bản ngã của mình do tham sân si chi phối ha. Thì như vậy chúng ta được an vui. Alo, thời gian còn nhiều, quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Lầu qua thỉnh Đại Đức Pháp Trang đi. Alo, Đại Đức Pháp Trang ơi, câu Phật ngôn 135, câu này hay tụng đọc khi lễ cầu siêu. Rồi, Đại Đức Pháp Trang nghĩ sao? Đâu mất tiêu rồi. Hồi nãy mới khen cái bà chạy mất tiêu rồi đó. Alo, Đại Đức Pháp Trang ơi, là Đại Đức Pháp Trang. Hồi nãy lên đọc hay quá mà cái bây giờ có bỏ chạy rồi. Rồi, bây giờ Huynh Văn Nhật Hà ha, xe về nơi an toàn rồi phải không? Huynh Văn Nhật Hà có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 135? Alo, Huynh Văn Nhật Hà. Người ta nói nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô hả? Nghĩa là người nam rất là quan trọng. Nghĩa tại sao mà coi như mời không chịu lên ta? Rồi bây giờ không lên à? Không lên thì mời Huynh Hành Pháp đi. Dạ thì lên, trời đất ơi, không chịu đưa tay nữa chứ. Sao mà đưa tay mà cũng làm biến quá vậy nè. Cái Nhân Nhật Hà, Nhân Nhật Hà không lên thì mời Huynh Hạnh Pháp đi.
Alo, Quỳnh Hạnh Pháp nghĩ thế nào? Dạ có mà. Có mà sao không chịu đưa tay, không thấy bàn tay đâu. À, làm điệu ha. Bàn tay đâu thấy đâu. Rồi bây giờ mới thấy này, khổ đế thiệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, con về rồi, con cũng phải lái xe để chở con đi học nữa. Dạ, nhưng mà... Dạ, thôi con cũng nói vài câu hồi nãy. Sư hỏi là... Cái vấn đề là tu để thấy cái gì hay đắc cái gì đó thì... con thấy... đối với con thôi, là tu là để cho mình... nhìn ra chính mình để mình sửa bản thân mình. Tại là cái thân vật lý mình thì ai cũng có đa số là mình, nếu mà mình có được cặp mắt mà thấy được thì mình cũng hay nhìn được xung quanh và phía trước thôi, chứ cũng đâu có thể nào mà mình nhìn thấy được cái gót cái ót của mình đâu, phía sau lưng của mình. Cho nên con người mình ai cũng có cái điểm mù cả. Mình không thể nào mình thấy hết toàn bộ hay là mình thấy được cái đỉnh đầu của mình. Thì cái vấn đề đó thì mình phải cần những cái người người thầy, người bạn, đồng tu. Và thực tế là cũng như là cái ngày hôm nay, con những cái phút, giây phút mà hơi thất niệm mà thì mình nghĩ là mình có thể mình đọc bài được rõ ràng, chính xác. Nhưng mà nhiều khi mình phân tích mà mình hơi sao lãng một tí thôi là sẽ bị sai. Cho nên con cũng rất cảm ơn là sư đã chỉnh sửa cho con. Cho nên nhiều khi mỗi lần con đọc xong mà con có khi con không biết là có sư ở đó hay không, thì con cũng luôn luôn nhờ sư và đạo tràng, nếu mà thấy được những cái điểm đó thì chỉnh sửa cho con. Cho nên con rất là xa thú. Nhiều khi mình... vô lớp học hay là ở ngoài đời đi nữa thì mình rất cần những cái giây phút mà mình bị sao lãng và thất niệm, thì có những cái người thầy và người bạn chung quanh để có thể nhắc nhở và chỉnh sửa cho mình. Thì tu là để cho nhận ra những cái giây phút đó và được chỉnh sửa để mình hoàn thiện hơn cho ngày hôm sau. Và khi nào mà mình cứ cảm thấy mình của ngày hôm nay mà tốt hơn cái ngày hôm qua thì là thành công rồi. Và cái ý kiến của con có một chút như vậy thôi, thì con xin dâng biết lại cho sư và đạo tràng ạ. Sa thủ Huynh Giang Nhật Hà. Qua ý kiến của Huynh Giang Nhật Hà thì chúng tôi lại có một cái sự thắc mắc. Bây giờ xin hỏi đạo tràng ha. Huynh Giang Nhật Hà vừa trình bày, quý vị cũng đã nghe rồi. Vậy thì đi tu để nhìn lại chính mình, chứ không phải đi tu để đi trình người ta. Tức là tiên trách kỷ, hậu trách bỉ, tức là phải nhìn vào chính bản thân của mình, lấy mình làm thí điểm để biết rằng mình giống như bầy bò được lùa ra đồng cỏ, mà cái đồng cỏ đó nó có những cái sự sung sướng của nó là đầy đủ vật thực ha. Rồi từ cái vấn đề mà thiếu niên, trung niên, lão niên và đi đến sự chết, cái kiếp người nó qua từng giai đoạn như vậy, tức là chúng ta phải nếm vị ngọt, rồi có thấy được sự nguy hại hay không, để rồi chúng ta có xuất ly hay là chúng ta đắm say vào đó. Thì ở đây qua ý kiến của Huynh Giang Nhật Hà, đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta, mình phải nhìn vào chính mình. Vậy thì coi như với cái ý kiến Huynh Giang Nhật Hà và cái câu đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta, thì bây giờ quý vị nghĩ sao? Alo.
mời Sĩ Kim đi. Sĩ Kim thấy cũng lý luận rồi dữ lắm. Hồi nãy nó, ê cái này con trâu chứ không phải con bò. À, nếu mà dùng chữ cô là sai, mà phải nói là con trâu. Nhưng mà các ngài dịch là con bò, rồi ngài giới đức là nó con dê. Thì bây giờ con gì là con cũng là bốn chân súc sinh. À, bây giờ cái nội dung của cái này là sao? Có người mình từ khi sinh ra, rồi tới khi già, rồi tới khi bệnh, rồi tới khi chết. Thì bây giờ mình nhìn lại chính mình sau này. Mời Sĩ Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con trước hết con xin cảm ơn sư đã chỉ dạy cho chúng con nghe bài này cũng như nói cái tích sự. Cũng cảm ơn các người dân Nhật Hạ rồi nãy Hạnh Phước lên chia sẻ mỗi người có một chút. Thì đó là những người đã trả lời những câu hỏi của sư. Còn bây giờ đó, quý vị có nghe tôi rõ không quý vị? Không có thấy ai cho tín hiệu nghe rõ gì hết trơn. Có nghe rõ không? Chết chắc rồi. Một người nghe rõ. Hai người. À ba người vậy được. Cảm ơn, cảm ơn. Tại con không hỏi có nghe rõ không? Thành ra người ta cũng cho. Quên. Xin lỗi nha. Thì cái câu hỏi của sư đó với con. Thì sư muốn nói con hiểu gì cái câu kinh Pháp Cú 35 này phải không sư? Người sư cho con tín hiệu đúng hay sai thôi thì con mới biết cái gì mà con có trả lời được, chứ nó nhiều thứ lắm con đâu biết. Sư muốn, con muốn chia sẻ ý nghĩa của cái câu Pháp Cú 135 này phải không? Con chờ. Sư ơi sư, sao con thấy sư để tín hiệu vậy sư? Có phải sư muốn con nói cái ý nghĩa cái câu, cái chia sẻ ý nghĩa cái câu kinh Pháp Cú 135 phải không? Con muốn chắc thì con mới nói tiếp. À, cảm ơn sư. Number one. Đúng, chính xác rồi. Dạ. Đối với con, theo con hiểu á, trước hết con nói danh từ. Tại con bò, con trâu á sư, lúc mà con học tiếng Pali á, thì con bò đó, tiếng Pali nó có giống đực, giống cái, giống ấy, nhưng mà chắc chắn á, Gavo là cái con trâu, còn Gavi hay là Thinu là con bò, là cow á. Tại con học ông sư Sri Lanka, ổng dùng tiếng Anh á là cow với ox, nó riêng biệt ra. Còn bây giờ theo tiếng Việt Nam sư nói nãy rồi, một đồng đó là người chăn trâu, người chăn bò giống nhau thôi, muốn kêu trâu muốn kêu bò vẫn được. Có nhiều khi người ta chăn cả ba chuyện đó đi, con không thắc mắc nữa. Thì con muốn hỏi cho chính xác vậy thôi. Đối với con, trong câu kinh Pháp Cú này á, cái chữ chính mà Đức Phật muốn nhắn tới, tức là ba chê tí hay là ba chen tí. Ba chê tí là động từ chia, động từ lùa, có nghĩa là lùa nó đi đến, là nó chia theo số ít. Còn ba chen tí là chia theo số nhiều, thì có nghĩa là lùa đi đâu, lùa đi đến cái mạng chung, lùa đi đến chỗ chết. Cũng như trong cái bài này, những bốn nhóm người này, người cao niên, người trung niên, người thiếu phụ, rồi người thiếu nữ, cả bốn hạng người này, họ đi đến chùa, họ làm phước báo, họ không cầu gì xa xăm, không cầu giải thoát gì hết. Họ vẫn vướng bận với những cuộc sống hàng ngày của họ để cho cái thoải mái hơn. Người thì, cái người cao niên thì già rồi, khí lắc léo, không còn mong chi sống, tuổi thọ không còn bao nhiêu. Đã trải qua sanh già bệnh tử, thấy ở cái cõi đời này cực khổ quá, muốn làm chi thiên lên trên đó được hưởng phước, được thanh thản hơn. Thì con đã nói, con có nghe, con biết rồi, mấy chữ thiên mà ở trên trời đó đâu phải người nào nó cũng lên trên đó lo tu đâu. Họ lên đó họ bận rộn dữ lắm, họ bận rộn hưởng phước không à. Con nhớ có một bài mà con đọc trong cái bài kinh đó, là cái một ngày Maha Mogalana đó, tức là ngày một triền miên đó, ngày có thần thông, ngày hay đi lên trên trời đó, ngày đi lên trời đi xuống địa ngục, và mỗi lần ngày đi lên đi xuống cái ngày dần dần kể cái chuyện ở trên trời về dưới đất cho mình nghe. Thì ngài nói chư thiên trên đó bận rộn dữ lắm,
gặp ngài cái biết ngài cái người nào mà biết ngài, dạ dạ con chào ngài, rồi biến đi là bay chỗ khác, không có hỏi thăm ngài, cũng hỏi ngài, ngài là vị Phật thinh văn giác, ngài giảng cho con vài câu để con nghe, để con được thuyết, không mấy chữ thiên gặp ngài chào đi ha, không nói không. Cũng như vậy khi mà Đức Phật lên trời Ta Quách Kim Sa đó, là trên trời Đau Lợi đó, thì ngài ở trên đó chỉ còn chừng vài phút, 5-10 phút ở trên đó thôi, mà ngài không có đi, mà khi ngài đi xuống ngài khất thực mỗi ngày, tại người là thân sắc phàm, mỗi ngày ngài phải đi xuống lại dưới trần gian để ngài đi khất thực. Rồi ngài lên, khi mà ngài đi như vậy á, thì ngài dùng phong thân ngài biến một người giống y chang như ngài vậy đó, ngồi trên đó giảng pháp rồi đi xuống. Thì cái lý do tại sao mà ngài phải liên tục vậy, thì trong chú giải có người nói á, tại vì nếu mà ngài ngưng giảng cái là chư thiên bỏ đi chơi hết rồi, không có lợi nghe đâu, thì thành ra phải ngài phải giảng liên tục mấy phút vậy đó. Thì đó là con biết rồi đó. Còn trong câu này ấy, thì sự con người sanh ra lúc mà bà Visakha bá hỏi Đức Phật ấy, thì Đức Phật giải thích rằng những chúng sanh này họ đâu có được hiểu biết nhiều về Phật pháp, họ cứ bám víu vào kiếp muốn kiếp này làm được giàu sang, được ông chồng tốt, được đẻ con trai, được hưởng những cái phước rất là tầm thường, những cái đó nó không có bền vững, nó thay đổi hết. Cái sự thay đổi mà thấy rõ ràng nó là vô thường, là từ mới sanh ra rồi tới thành con nít, rồi đứt đi, rồi thành thiếu nữ lấy chồng thành thiếu phụ thành trung niên rồi già, mình chết. Cái thời gian đó chính là sự vô thường mà nó kéo đi người ta không để ý đó. Người ta cứ bám víu vào những cái phước tục đế giống vậy, phước vật, phước đức thường giống vậy. Thành ra họ giống như bầy bò bị lùa, con bò sáng nó lùa nó ra đồng cỏ nó ăn cỏ xong nó mập thay xong người ta bán nó lại chết rồi nó cứ đầu thai đi lại. Thì cái chữ mà go chá rá đó, thì go bao lô hay go đa vô, thì có nghĩa là sư nói là vô trái răng đó, thì vô trái răng có nghĩa là con bò nó đi lại đồng cỏ, con bò thì nó chỉ có cái đồng cỏ là chỗ đồ ăn của nó ăn để nó thích thôi, giống như là người thanh niên khi lớn thì kiếm cái đối tượng của họ là kiếm người nữ thì kiếm đối tượng với người nam đó, họ dính trùng nhau rồi kết hợp chồng vợ chồng rồi sanh con đẻ cháu rồi già bệnh chết, rồi đó là cái nhân đấy, cái ngày già bệnh chết rồi chết rồi tái tục lại không ai tránh được. Nhưng mà trong cuộc sống có nhiều khi có sự vui có sự buồn, nó lẫn lộn đủ thứ hết. Nhưng trong 500 người này chia ra bốn nhóm người, người cao niên, người trung niên, người thiếu phụ, người thiếu nữ, đều không có ai có những cái tác ý mà giải thoát hết. Họ chỉ vòng vòng đi trong cái dòng luân hồi lẫn quẩn, giống như những con bò bị những cái thằng bị người chăn bò lùa đi ra ngoài đồng cỏ ăn. Thì mấy con bò nó thấy cái đồng cỏ là cái chỗ hấp dẫn mê ly vùng vẫn của nó, nước của nó, thì nó lợi nó ăn. Cũng giống như người nam thích người nữ thích người nam, rồi những người người ta thích giọng vàng, bám víu vào cái lục trần sắc kinh khí vị xuất phát, thích nghe lời ăn tiếng ngọt ngọt dịu ngọt ngàng. Thích được thoải mái, thích được em dịu, thích được nghe những lời tốt, thích mình thấy những sắc tốt, những mà mình thích. Chưa chắc những sắc đẹp mà có người thích, nhưng con trên nó có là trứng xanh, nó đâu có thích ăn cái đồ thơm đâu, nó ăn cái đồ thúi không à, mấy cái đồ thúi là trên lại ăn hả, mấy con dồi nó ăn cái đồ dơ đó, thích béo gì nó ăn cái đó thôi. Con nào nó có cái ăn, còn như con bò nó thích ăn cỏ, nó con cọp con beo thích ăn thịt sống. Đại khái như mỗi chúng sanh nó có những cái nghiệp nó ăn, đúng vậy, nó giết lẫn nhau nó ăn, thì nó tạo nghiệp rồi nó cứ luân hồi vậy hoài không thoát được. Thì cái bài này Đức Phật nó không có học Phật pháp, nó có học nhưng mà nó không hiểu về cái tác ý của nó, cái muốn nó cứ luân hồi lẫn quẩn trong cái đó thôi. Những ước muốn rất là bình thường, không có gì giải thoát hết. Thì nó giống như chúng sanh, cũng như nó giống như giống như là những con bò bị được lùa ra tới những đồng cỏ ăn, cũng như là bị lùa vô cái chỗ chết vậy thôi. Sanh già bốn cửa, sanh già lão tử, cái sanh già bệnh tử đó, cứ vậy vậy hoài thôi, không có chuyện gì
một số người khi mà dứt cái bài câu này thì có một số người vô dòng thánh, nhất là vô giờ sơ đạo sơ sư ả, con chỉ biết như vậy thôi. Họ không có thấy được sự vô thường, không thấy được đau khổ gì, vô ngã gì hết trơn. Họ chỉ muốn những cái ước muốn mà rất là bình thường vậy thôi. Dạ con xin hết rồi sư, con xin trả máy rồi. Cho sư, chỉ sư nói con, trong khi mà con nói bài này đó, con chia sẻ đó, có gì sai sót hay cái gì đó thì các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử chỉ dạy, và con xin sám hối và con xin trả máy lại. Con chúc cho quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui. Alo, 123 123. Sao Sư Kim nói sao mà Đại Đức Phật Trang bỏ chạy mất tiêu rồi à, nó hay quá, Đại Đức Phật Trang bỏ chạy rồi nha. À, ý kiến của Sư Kim rất là chi tiết ha, và cũng là thực tế. À, rồi bây giờ thời gian cũng còn chứ không phải là hết đâu. À, còn 10 phút nữa, quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn này? À, duyên sự thì quý vị đã biết. À, tức là thọ bắt quan trai ha. Ngũ giới thì chúng ta không nói, nhưng mà bắt quan trai thêm ba cái giới sau, tức là phải tự mình thu thúc, tự mình thu thúc, không ăn phi thời này, không có múa hát càng đờn rồi trang điểm mật thơm mật khoa là dễ ha. Rồi cái giới cuối cùng nữa là chỗ cao và xinh đẹp, đó là ba cái điểm mà chúng ta phải thu thúc về thân khẩu và ý. Như vậy thì trong sự tu tập để rồi mong cầu được sanh về thiên giới, rồi trong cái cuộc sống thì không muốn được sự an lạc, không muốn sống chung chồng với người khác, rồi muốn có một đứa con trai đầu lòng để làm chủ gia đình ha. Rồi khi mà còn thiếu nữ thì thọ với con trai để mong được một ông chồng coi như đẹp trai, đạo đức hoặc là môn đăng hộ đối bằng. Tức là trong cái sự tu tập đều có mục đích hướng tâm để đạt được sự an vui, dù trong kiếp sống hiện tại hoặc là kiếp sống trong tương lai, cũng để cái tâm tham chi phối. Vậy thì với câu Phật ngôn này chúng ta hiểu thế nào? Tuổi trẻ từ sanh ra trẻ thơ cho đến coi như thiếu niên, trung niên, lão niên, rồi bị bệnh tật chi phối, và cuối cùng đi đoàn tụ với ông bà, đó là cái điểm cuối. Vậy thì với kiếp sống này, sinh ra hai bàn tay trắng, nằm xuống cũng trắng tay, chúng ta nghĩ đem theo được cái gì trong cuộc sống? Cũng giống như với cây gậy, người chăn bò lùa những con bò ra bãi cỏ, thì chúng ta cũng thấy thôi, già và chết sẽ đưa chúng ta đến tử vong, đến mạng chung. Câu Phật ngôn này thấy buồn quá ha. Sa thú Sĩ Kim, sa thú Huynh Giang Nhật Hà, sa thú Huynh Hạnh Phước. Alo, bây giờ mời Huynh Hạnh Pháp đi. Huynh Hạnh Pháp có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Alo, alo, Huynh Hạnh Pháp đâu rồi? Rồi, xa thú, xa thú. Dạ, con xin chào quý cô tu nữ và mọi người ạ. Câu Phật ngôn nè, câu Phật ngôn này thì con cũng không biết chia sẻ gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ là thấy là 500 vị bạn của cô Tỳ Sa Khư đến thăm con trai, rồi đều mong ước những cái
những cái rất là đức bình thường của một con người là luôn bị lôi cuốn theo dòng đời, nó cứ theo những cái thói, những cái lòng tham của mình, nhưng mà lại quên mất rằng mình đang phải đối mặt với những cái tham đó, nó sẽ dẫn dắt và lôi kéo mình lại đi vào cái dòng luân hồi sinh tử. Còn cứ còn muốn cái ham muốn dục vọng bình thường á, thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát được cái đó, mà cái sinh tử là cái cốt yếu nhất. Còn con chia sẻ mới nãy sư hỏi là về cái huynh Quang Nhật Hà là tu là nhìn lại chính mình, thì thấy mình nói thì cũng dễ, nhưng mà nói thì lúc nào mình nghe thấy cũng dễ hết, nhưng mà được lại chính mình á, ví dụ như ngày trong kinh Tứ Niệm Xứ Phật nói là luôn chánh niệm tỉnh giác dùng ngày và đêm, thì nói thật là một trong cả ngày cả đêm á, nếu mà chánh niệm mình, ý thức của mình á, thì có lẽ nếu tu tập mà nhận biết thì giỏi lắm chỉ được vài phút một ngày, còn đa phần là hoàn toàn mình làm bằng một cái thói quen, cái bản năng. Đến lúc khi nào trực nhớ lại thì mới biết thôi, chứ còn, nhưng mà chính vì cái vậy mà một số mà nghe nói từ làm thực hành nhân lời Đức Phật nói luôn luôn chánh niệm thì khó quá, ngay cái lúc mà chúng ta dùng cái chữ khó quá là tạo ra một bức tường nó cản lại rồi, làm sụp vừa ý chí dễ, dễ vui dễ đại. Cái quan trọng cốt yếu là chúng ta có làm hay không làm thôi, chứ còn nếu mà cứ biện hộ dùng khó quá, cái này dễ gì người làm được thì sẽ không bao giờ tiến được. À, trong tu tập thì ban đầu cái nào cũng khó, đâu có dễ đâu. Bản cái tôi, cái bản ngã của chúng mình, tôi luyện từ muôn đời vô lượng vô kiếp rồi, nên muốn khắc phục một lần nó dễ, giống cứ đều mình kiên trì mình làm thì từ từ nó sẽ cho mình một cái bản cái kinh nghiệm, chúng ta sẽ từ từ biết cách rồi tiến bộ hơn ạ. Con xin hết ạ, con xin nhận mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thú huynh hành pháp, sự trình bày của huynh trong sự tu tập cũng có chiều sâu, rất là hoan hỷ với ý kiến của huynh về câu Phật ngôn 135. Nhưng mà dùng cái từ chánh niệm với chữ chánh để cho các vị thánh, còn chúng ta là phàm phu tục tử thì chỉ nói chữ niệm thôi, ghi nhớ và biết mình. Làm gì chúng ta liên tục suốt cả ngày cả đêm mà chánh niệm được? Tâm viên ý mã luôn luôn bay nhảy chỗ này bay nhảy chỗ kia, pháp nó vận hành mà làm sao chúng ta làm chủ nó được? Mà chúng ta phải niệm liên tục ngày và đêm. Còn công ăn việc làm, những cái gì trước mắt trong cuộc sống của chúng ta thì hãy để pháp nó vận hành, và chúng ta hãy nhìn vào nó để cái bản ngã của chúng ta đừng có chi phối. Bởi vì khi mà chúng ta thích thì tâm tham sinh khởi, mà chúng ta ghét bỏ tâm sân nó nổi dậy. Vậy thì bây giờ tham sân và si đó là ba răng độc, và chúng ta phải nhìn vào nó để coi nó đến lúc nào nó khè, lúc nào nó mổ, lúc nào nó cắn. Nhất niệm sân tâm khởi, bất bạn chướng muôn cái,
khi một cái sự sân hận mà khởi lên á, thì coi như bao nhiêu oan gia nghiệp chướng sẽ mở cửa chúng ta bước vào. Vậy thì chúng nhìn để thấy sự sân hận của chúng ta nó bao lớn, và nhìn vào nó riết đi, rồi nó cũng mất cỡ, nó chai lì, nó mất cỡ. Và khi mà nó đến cái trường hợp chai lì á, là cái tâm xã của chúng ta coi như cũng sẽ viên thắng. À, thì bây giờ chúng ta thấy qua vô thường, khổ và vô ngã, đó là ba cái thường tướng. Nhưng mà thấy chẳng qua là thấy trên cái vấn đề danh và sắc thô thôi. Còn khi nào mà chúng ta thấy được thực tính của pháp, cái đó mới quan trọng. À, chỉ có thấy thôi chứ không có niệm. Niệm để làm gì? Mình duy trì nó làm gì? Pháp thì nó đến và nó đi, chứ nó không có trụ lại chỗ. Mà bây giờ chúng ta nắm giữ nó, niệm, chúng ta lôi kéo nó trở về với quá khứ, như vậy thì nó không có thích nghi. Ví dụ mỗi ngày chúng ta học một câu Phật ngôn, đâu phải cái câu Phật ngôn này hay quá rồi chúng ta học hoài. Tức là chúng ta thấy được cái sự sanh diệt. À, chúng ta thấy được cái đối tượng đó, mà chúng ta hãy nắm bắt cái nội dung, chứ không phải nói rằng bây giờ chúng ta phải duy trì kéo lại niệm để được nhất tâm. Không có đâu, chúng ta hãy nhìn vào nó, và trong cái nhìn đó là cái gì giải quyết vấn đề. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cái quan trọng là cái ý thức, mà chúng ta nhìn vào đó để biết đó là đúng hay là sai. Đó là điều quan trọng. Sa tu sa tu huynh hành pháp. Cũng có nhiều ý kiến rất là hay, nhất là mình phải ghi nhớ và biết mình. Cái đó là quan trọng ha. Ghi nhớ và biết mình trong cái nhìn vào thực tướng, nhìn vào đối tượng. Sa thú, hôm nay quý vị trong cái dòng đọc, trong cái sự phân tích, rồi quý vị lên chia sẻ về chiều sâu của giáo pháp thì quý vị rất là tuyệt vời. Sa thú, rất là tri ân quý vị rất